cùng khám phá hết các hiệu ứng nào các bạn. Chúng ta tiếp tục vào effect. Vừa rồi chúng ta đã khám phá hiệu ứng sketch khá đẹp rồi. Bây giờ water color như màu nước vậy. Các bạn tăng lên thì kéo lại độ chính xác của tấm hình cao hơn. Và bán kính của độ chính xác này là bao nhiêu? Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể tăng giảm phần chiều sâu của tấm hình. Các bạn để ý hai vùng cửa sổ này sẽ tác động nhiều nhất. Distance áp dụng thay thế. Ảnh hưởng khá nhỏ nhưng các bạn nếu chịu khó quan sát thì vẫn thấy. Nếu bạn kéo thanh này lên, một vùng biên trắng sẽ vào trong tấm hình. Dynamic, chúng ta thay đổi vị trí. Tóm lại này, em này cũng khá xấu xí. Tôi bắt đầu remove đi và chọn hiệu ứng khác. Bạn bấm tiếp vào đây. Hiệu ứng tiếp theo ở đây chúng ta có hai chế độ xem video. Các bạn chỉ việc chọn mà thôi. Dạng path hoặc NTSC này. Hai định dạng này là hai định dạng các bạn hay ném các DVD đó. Và theo tôi cái này cũng không ảnh hưởng mấy. Chúng ta tiếp tục remove. Và add tiếp hiệu ứng Dramatic. Các bạn bấm vào. Các bạn nhìn trông ảo giác rất giống tranh 3D phải không nào? Các bạn có thể thay đổi kích cỡ và giới hạn tầm ảnh hưởng. Nếu tôi kéo cao lên thì tất cả tấm hình này đều bị ảnh hưởng hết. Và thấp xuống thì một vài vùng bên ngoài mà thôi. Và đây chúng ta có thể tăng vùng bóng hoàn toàn lên. Xấu quá, tôi remove và kết thúc video tại đây. Và đương nhiên rằng chúng ta sẽ không lưu một tấm hình xấu như vậy.